Ôi giời, ôi giời, ôi giời. Nhảy cả ra ngoài tìm rau sống rồi anh em ơi. Ôi tuyệt vời. Rầy rầy à, luôn luôn à. Ôi, để xem là nó con nào nhảy mạnh hăng nhất nào. Ủa cày thế mà ôi. Cày lắm. Cày nè. À chà chà chà. Nhảy đánh đách thật. Đánh đách. Đây hoa đây bạn. Đêm hôm trước ấy các bạn, bọn mình đi soi qua cái chỗ này, thì phát hiện ở trên này có hai cái vũng nước có rất là nhiều cá. Ban đêm thì mình với Út để có gõ thử nhưng mà nó có sử dụng cái dao để chặt thử nhưng mà nó không có được các bạn. Thì bây giờ bọn mình sẽ quay xuống dưới này để làm cái máng các bạn. Đây cái ao cá thì à cái vũng cá nó ở trên chỗ này. Bây giờ làm máng để tát cái ao cá này các bạn. À tát cái vũng nước này. Đây Hòa đang thiết kế một cái máng rất là dài. Tôi cứ tưởng là phải bổ nứa đấy chứ. Chỗ này cái nước nó chảy nhỏ thôi các bạn. Này. Cái máng này bây giờ sẽ được cái máng này bây giờ đây, sẽ được cho lên kia cho nó chảy xuống đây. Sau đó anh em mình đi tát. Đúng. Nhẹ nhàng phải gãy út. Cái giữa cái hình như là ngắn rồi. Hôm nay có cả rổ nhé mọi người. Rổ út đã mang đi sẵn rồi. Thế còn cái chai nước thì Hòa nhặt ở đường thôi các bạn. Không biết là ông ấy sử dụng vào mục đích gì đây. Cá này đặc điểm là ban ngày gần như là nó nằm yên khoảng ban đêm nó mới ra. Đây là vẫn phải một tầm nữa đúng không? Vẫn phải tầm nữa các bạn, bởi vì là nó mới chỉ đến chỗ này thôi. Đầu tiên hôm qua là mình cứ nghĩ là ông Hòa ông sẽ bổ nứa. À, mình bảo bổ nứa thì nghe chừng hơi lâu. Không ngờ lại có cái ý tưởng độc đáo như này. Máng sẽ bằng cái bẹ chuối các bạn, bẹ chuối rừng. Trên đấy thì chắc phải dùng đất để đáp vào. Nó vào cái miệng của nó. Ông lôi lên một tí này. Cứ lôi đi. Miệng này nó ra không nhờ? Mình tát phải nó không nhờ? Cái này tí có khi phải soi đèn để bắt đấy út ạ. Bởi vì chỗ này nó hơi tối các bạn ạ, nó đang ở trên này không nhìn thấy gì luôn. Cái này các bạn điểm nó lại xuống. Còn một ít nước cái mạch chỗ kia các bạn. Cho nên là bọn mình sẽ phải làm rất là nhanh. Ê, đây có cá rồi. Đây này cũng nhiều thế rồi. Ê, được nhờ. Ấy cái chai đi để. Chai hay là cho vào ấy? Cho vào cái ấy phải phí mất cái chai. Đây của cá đây các bạn này. Ủa trơn thế. Ai à? Cá này trơn mà, bên đùi này trơn lắm. Ui. Trơn thật, ai à? Con nọ ban tối mình đã đếm sơ qua chỗ này và rơi vào. Ai trơn lắm. Này lấy được cái vôi. Đây này, trong vắt luôn. Ui.
đấy, trong hòn đá này đấy. Ôi giời, trơn lắm, lật trên luôn rồi, nghe chưa? Cạy hòn này ra đi, trên đây bên trên này, đây ra này, hai con thôi. Có hai con nữa. Lên đến chứ. Gì? Rồi nghỉ để tát đỡ anh em đã các bạn nha. Không tí ấy, không có công ăn sợ không ngon. Chai đi. Đỡ đừng cắt. Cái chai này nó nhiều kinh nghiệm lắm. Vừa làm trận cho tát thế nào được đây. Đây đây. Lý do là bọn mình không cắt cái chai bởi vì là còn các cái mục đích khác nữa. Cho nên là còn con. Phải cố gắng làm đây. Sao làm thử một cái nhá. Đầy nước mình lại tát mà. Ui. Hay. Không có cái rổ này là hơi mệt đúng không? Ừ. Bắt được hơi lâu. Ui giời ơi. Ôi trời. Hay quá nhỉ. Ui, còn đây một em trong đấy thôi. Này đi hết cả. Một búng kia toàn cá to. Ai còn cứ. Chẳng quất. Đây này thế đấy. Đây này. Đây này. Anh ơi. Có con nào để làm nha. Rồi rồi, ta đi anh xem. Đó, nó chạy ra ngoài nhiều chứ. Chạy ra ngoài kỹ rồi đấy. Em không chạy ra ngoài làm sao mà nó cạn được. Ôi ôi rồi hết xuống đây này. Ôi, nhiều thế. Hôm trước nó chui trong này nhiều lắm, cũng này cũng chạy thử thế này. Đó. Ôi giời ơi, trong đá này vẫn có hoa. Có nước là nó ở mà. Ếch cóc. Ơi giời. Con gì đấy Út? Ếch. Út ơi. Mắc kẹt đây này. Nhìn thấy chưa? Trong đá thôi. Kể lại anh Hòa chốt đấy đi nhá. Đây này mắc kẹt đây này, mới còn này các bạn. Đây này để cho Út bắt thôi. Ui giời. Bắt nó ra cạn. Ui giời. Ôi nhiều thế. Hôm đó ban đêm mình soi nhìn thấy nhiều mà. Trơn. Dưới vũng chắc là hết rồi. Còn nữa không? Ui, đây này này. Còn thấy nghe trơn trơn đây này. Ui giời ơi. Chỉ bới ra để lấy thôi, xuống rồi đấy. Nó giúp ở trời này. Ui giời, trơn quá. Có này ăn cá nhảy này. Có chứ, tí mà làm tí cá nhảy đi. Cho Hòa trải nghiệm. Nước thần thánh này. Có quả hoa chuối nữa. Một nửa lam hoa chuối, một nửa cá nhảy nhỉ. Ừ. Ui rồi lại có kiểu kìa. À, đừng cho nó chết mất nhá. Thế nó cho nước mà. Cho hứng nước thằng thâu đi. Hết rồi. Hết rồi. Hòn này chưa nào Út? Hòn này đây, hòn này chưa nào? Hòn đấy là gì, nước đã lên đấy. Lên đến Út. Không có. Đấy ông ơi. Cả đâu. Hết rồi, dưới này hết. Chưa nó chạy mấy con đây này. Có đâu không? Hết rồi, hết rồi. Ủa, con gì chết nước à? Con gì này? Ui con đấy ăn được mà. Ôi con này ăn được Út. Con này con ăn được, đừng bắt đi. Con chết nước à? Ờ, con này ăn được, đừng có đấm nó. Không, con lấy con đấy. Con này trên kia ăn tốt mà. Đây là hoa này. Xết nước. Mồm nó dã man thật. Những trên đấy có nhiều như thế này không? Bây giờ Út sẽ thay nước các bạn. Cho nó trong. Hôm nay sẽ có cá nhảy rồi. Mà cá nhảy món này đúng là chuẩn ẩm thực luôn đấy. Không phải loại cá rô hoặc là những cái cá to mọi nơi hay ăn đâu. Con này ăn nhỉ? Ôi, tát hết ra ngoài. Thôi trả lại chỗ này cho tự nhiên. Chắc là tầm vài tháng nữa quay lại, hy vọng lại nhiều. Đây, xuống đây. Bây giờ bọn mình sẽ chuyển lên trên này, đây trên này còn một cái vũng nữa.
Buổi sáng hôm nay thì kế hoạch anh em chỉ việc tát hai cái vũ lên không? Rất là đẹp. Cái này mà để chỗ lán mình bằng kiểu này thì quá chất lượng luôn đấy. Nhưng mà cái này thì làm để ấy thôi, để ngăn nước thôi. Cái này điện tịt hẳn hơn. Không dám rút một cây này bởi vì là sợ cá nó chui mất vào cái đoạn này. Cái này thật chứ đùa đâu. Dùng tay tát cá. Thôi. Chạy cũng to phết đấy chứ. Cá bà. Ôi nồng nọc. Có loại ếch à? Nồng nọc ếch. Ếch cóc đây đúng không? Ếch cóc đây còn ếch trơn trơn đấy.
Ơi hai con. Được rồi. Nhưng ổ chẳng đấy. Ui ổ nhiều thế. Cá. Ừ. Con gì đâu nhỉ? Đây gì? Đây là cá này. Cũng rơi lúc nãy. Lúc này còn có cả một con cua cơ. Nhưng không biết nó chạy đi nào bây giờ. Nó giúp ở trong đấy đó à? Ừ. Đây này các bạn này. Làm cái rổ cho vào chỗ này này. Nhiều lắm. Nhiều tép, nhiều tôm thế này. Có cả cua đây này. Con rết nữa đây này. Đấy, được rồi. Ôi, mọi trơn, trơn thật. Trơn. À, nhiệt tổ thế này à. Ui. Rút về đây này. Đây nhé chân. Ui này tí bới bới cái đám cỏ này này. Anh sợ nó trùn ở dưới này. Đây. Đây này cái đám này là đây này. Không có. Con này nhỏ quá thôi, để lại. Trong này mất rồi. Chưa ở đây à? Chưa, trong này có cả cua này. Một cây á. Mình thấy rồi đây. Mẹ trăng này. Mấy cây nó chui á. Một em nữa. Ơi còn con đấy út này. Này. Đây này, cá đây này. To ra út đây. Cá phải rồi, nó chui lên kia rồi. Nó lại rơi xuống rồi. Ui dồi, ui. Mày quá. Cái này ít nhiều. Anh em được hàn một rổ đấy các bạn này. Đấy. Ui dồi, ui dồi, ui dồi, nó chui vào kia rồi. Đất rồi. Thả đi ra. Để hết rồi. Để chui vào cháu ra. Chui vào cháu ra. Nó ăn gì. Nó như con tôm ấy. Ồ nhiều lắm các bạn này. Bé tí luôn ấy. Cái này chắc nó chỉ to như này thôi. Tầm đấy, nó tầm đấy thôi. Ồ nhiều thật đấy. Đây này. Đây còn hai con đây không ạ? Hai em nòng nọc. Tôm riu à. Ui dồi ôi, đây này. Cá đây chứ đâu. Ui 4-5 con chứ. Cho mày sống vào đấy làm gì nữa. Thôi còn lại bọn mình sẽ xả nước để cho nó sống. Rồi hành con lên để chế biến. Trên kia chắc có hoa chuối nhỉ, chỗ ăn mình không nhỉ? Có nhỉ, trên đấy có hoa chuối không nhỉ? Có, xin nó về lên dưới lá nó đổ chặt luôn. Bây giờ hành quân lên trên này nhé các bạn nhé. Chắc là cũng sót lại vài con nhỉ? Sót lại để cho nó làm dẫu. Mình nghĩ là nó sót nhiều chứ không phải vài con đâu. Ra cho cháu. Ồ, nhiều nhờ. Vậy chứ, làm. Bây giờ là bọn mình chuẩn bị cho bữa cơm tối nha các bạn nha. Cái cá thì lúc nãy vừa đi bắt rồi. Thì hôm nay sẽ trình diện hai món. Đó là món cá lam hoa chuối các bạn ạ và món cá nhảy. Đặc biệt là món cá nhảy nữa. Chỗ này là út để ra gần 20 con. Hơn 20 con chứ không phải gần 20 con nữa. Đồng chí Hòa đang nấu cơm. Gạo ngon nhỉ? Nhìn này. Dẻo.
chắn. Ôi dồi ôi, cơm ngon quá các bạn này. Cho vào kia. Cơm là hòa đã sôi vào kia rồi. Bây giờ sẽ đun một ít nước nữa các bạn. Để tí nữa pha vào cái nước măng chua của... Pha vào cái nước măng chua để ăn cá nhảy các bạn. Thế còn gọi gì cá nhảy nữa. Thớt chá nên thớt. Lại xong các bạn. Đây. Quá ngon luôn cá này. Đây các bạn nhìn này. Còn cá này mới chất lượng chứ. Cá đồi đấy, bọn mình đang ở trên đồi mà. Không, tí mình thả luôn mà vào. Thả luôn vào đấy á? Ừ, thả luôn đấy. Cho nó dãy trong đấy. Làm nào nhỉ? Phải ăn chặt cái lá đi thì dọn thôi, thì đặt cái tí rau thơm này. Đây nông nương bằng chua này mình lấy trên Tây Bắc này. Thiếu lạc. Nó chỉ thiếu mỗi cái lạc nữa thôi. Ngon chưa? Nếu xem mà cay quá là bỏ luôn anh em nhá. Nào. Ngon chưa? Anh em đủ đũa chưa? Ra rượu thôi nhỉ? Để bắt cá sang đây nào. Ôi trời, cay quá anh em ạ. Chưa. Hơi chua nước quất đấy nhau ạ. Hôm nay bọn mình chơi đúng như kiểu người người rừng. Cho rượu đã. Đẩy quá, phí thế, từ á. Đó. Đâu, cho mấy em này vào trơn thế. Cho con chơi. Một em. Hai em. Ôi nó uống luôn nước này này. Ôi sợ uống nước này. Ba em. Cho những con sắp củi này trước nào. Chết rồi, cắt cổ không bằng đổ rượu rồi. Thôi, tạm lại để lại. Bây giờ mời các bạn ăn cá nhảy nha các bạn nhá. Cá nhảy và cá nấu hoa chuối. Với lại cá này là món nòng nọc. Nòng nọc ấy đúng không? Thôi, em thử một con trước à. Đây để út trộn lên. Cho nó ở trên. Cho nó ở trên ấy. Úi, nhảy thật đây này. Nó sót mà. Ôi, sót thì cao vào đây luôn. À, một con à. Ôi, vùi nó vào. Kệ nó cho đừng, nó nhảy. Đừng cho nó nhảy. Kệ nó. Làm con trước. Để út ăn trước một con này. Này, đúng chất cá nhảy các bạn nhé. Nhảy đây. Đây, cá trên đồi đây anh em ạ. Cá trên đồi. Cá sạch mà. Thôi, mời mọi người nhá. Cười trong đây, cá là người cú phát rồi. Nó còn dãy nắc nụ ở đây này. Khó gặp lắm trơn. Trơn đây này. Ôi giời, tuyệt vời. Sướng. Thèm thế. Làm cái đi đã, xong rồi mình sẽ ăn. Ây da, rượu nó lún. Sướng. À da. Ôi rượu này thơm lắm. Rượu nhạt quá. Rồi mình cũng làm một con này. Đây Hòa các bạn, Hòa là lần đầu tiên được ăn cá nhảy. Cho vào cá vào. Đây, gắp vào bát. Lần đầu tiên được ăn đấy, đây, thưởng thức. Đúng là lần đầu tiên đấy nha. Trong cuộc đời luôn. Trong cuộc đời đấy. Ăn kiểu cá gỏi á. Xong bạn sẽ cho cảm nhận thử xem như nào. À dạ, nghe chừng mình chưa ăn bao giờ này. Nghe... Run không? Có run không? Khó đấy, nhưng mà cá gỏi mình ăn được. Ôi rồi nhảy mất rồi. Sợ quá đúng không? Đây. Nào. Chả có gì khác gì cá gỏi đâu đúng không? Đúng không? Cá gỏi luôn. Trên cá này ăn béo nè. Nào. Chưa nhai được, bạn cứ nhai đi, nhai cảm nhận đi. Nào, tanh không? Có tanh không? Có rau thơm rồi. Không tanh tí nào đúng không? Không tanh. Này, tuyệt vời đấy. À, ngon thế. Cảm nhận nó lại còn có cả phía nó đắng đắng. Cứ dậy đi các em. Kẹp vẫn tí rau thơm này. Đấy, kẹp rau thơm rồi. Cút. Đấy, con là sống rồi. Con thứ hai đây này. Mà nhiều rau thơm đây. Quá, chả nhìn thấy cá đâu nhỉ. Đây, cá bên này đây. À, này, tưởng ảo thuật. Đây.
chết hết rồi kìa. Ngon đúng không? Ngọt. Ăn nhanh lên quả nó chết hết rồi. Phải thử một con cho nó sướng. Còn đây là cái món nấu này. Cái này nhỏ nhỏ cho nên là có thể ăn được nhiều con một lúc. Ngon, khó cưỡng. Khó cưỡng thật. Cho rau thơm vào đi. Cho rau thơm gì? Cái đấy mà nhắc bằng hẳn một cái là mất uống luôn. Mời anh em nhá. Đổ mồ hôi rồi. À chà. À. Đây đây con này các bạn ạ. Biết được chưa? Tối gì? Ừ, biết được chưa? Đó. Chú với Thanh là đi vào đấy trước. Cứ thả nốt cái này vào không? Đi vào đấy trước là bắt trước đi. Đấy. Bắt từ đấy xuống bên dưới. Ôi giời, ôi giời. Nhảy cả ra ngoài tìm rau sống rồi anh em ơi. Tuyệt vời. Rầy rầy à, lùn lùn à. Để xem là con nào nhảy mạnh hăng nhất nào. Ủa cày thế hả ôi. Cày lắm. Cày nè. À chà chà chà. Nhảy đánh đách thật. Đánh đách. Đây hoa đây bạn. Đã biết cá ở đâu ngụy trang vào đây làm. Ôi nó lòi ra ngoài. Nhà tự bạc. Nè, chui chạy à? Mà nó múa. Nhảm nha. Đúng rồi, thằng hãm rau thơm vào. Một ngốp à? Khó quá nha. Nào, út. Anh này nhảy vào son rồi, nhảy vào son rồi anh ạ. Chưa, chưa, chưa. À, vừa nãy nó vừa trong này. Nó rơi xuống dưới rồi. Không gấp được. Tay thằng gì. Thực sự như kiểu Tây ấy chứ. Trời ơi. Cho hai con luôn. Mày chạy à? Bựa. Đẹp hút cả hai con. Quá đỉnh luôn. Đóng hoa chuối luôn. Trượt à? Cho vào mồm rồi vẫn trượt à? Cày xít xoa này. Ai chà chà. Ngon không? Cá này nó không có vị tanh một tí nào các bạn ạ. Bởi vì là nó nhỏ, ruột thì nó mỏng. Bây giờ ngon hay không là không phải. Cá này mình là... ăn được thì mình ngon. Bây giờ là cờ chân ta ai người phất. Nếu mà ai không ăn được thì sẽ là không ngon. Cá này thì cá này nó nguyên mạng, không có xương. Vừa ăn cá nhảy lại vừa đấy, ăn cá này nhá. Đấy, nòng nọc đây này, đây là nòng nọc nhá. Đúng rồi, nòng nọc. Ếch đây. Dạ. Đắng đắng nhỉ. Thì nó có pịa nó đắng mà. Đây là con rết đấy các bạn. Con này là nó chưa trưởng thành là hẳn một con ếch đâu. Đây nó chưa trưởng thành hẳn một con ếch. Nó chỉ là con của con ếch thôi. Út không dám ăn con rết nào. Ăn thử đi, này. Ôi cày quá các ông ạ. Thả một loạn vào nó nhảy ơi tụi bụi. Chia nhau đi, chia nhau mỗi người một con cá nhảy nữa đi cho hết đi nhỉ. Thêm một con nữa, mình ăn tổng cộng là 5 con rồi. Là ok nhá. Ăn nhá. Út ăn con này không? Ăn đi. Con này cuối cùng à? Con này. Mình còn 6 con rồi. Dạ, đây con thứ 5 này. Đây, con thứ 5 này. Ok. Còn 1 này. 2 này, còn có 3 con nữa thôi. Để lại đời. Hôm nay là ăn cá nhảy trên đời đấy. 30 size chưa mới được ăn cá nhảy nhỉ? Gần 40 rồi chứ. Mình năm nay 35 rồi. À. Nay được ăn cá nhảy rồi. Cày thật đấy. Ôi cày thế. Cái số đấy vừa rồi lại thái thêm. Ăn cá nhảy nên hơi tốn rượu ạ. Hết một chai không độ thôi. Đây con. Em con. Cày cái đi. Anh em mình đoàn kết cái. Xong để xử lý nốt con cá đi, xong rồi bỏ cái nồi này bỏ sang kia để chiều mình tận dụng vào cái gì đấy đúng không? Mình chuyển sang ăn cái này. Bây giờ còn mấy con đây? 3 con. Còn 3 con à? 3 con thì tôi ăn con to này đi. Cá thật đấy. Chết rồi đúng không? Còn 1 con. Nổ cái bụng nhà. Ăn nốt con này đi. Mà có vẻ có bị chiến luôn con này để dịch cái nồi này vào để ăn sang cái này thôi. Cái này để chiều để nấu. Ở trong này còn 2 con nữa. Thôi bọn mình xin phép là để cái nồi này sang kia để chiều nếu mà
có bắt được cá hay cái gì đấy bọn mình sẽ tận dụng vào sau. Giờ ăn cái này các bạn nhá. Có nhảy xin phép là dừng lại đã nhá. Ok anh em ơi. Bằng cây cả đi. Làm cái tuy này thôi. Ôi, sửa cơm các bạn nhá. Ông nó còn đòi lấy mật hình cho nên này. Cay quá. Video này xin phép là anh em bọn mình nghỉ đây các bạn nhá. Để mình sang sinh hoạt cơm với anh em đã.